hồ thất vọng, Binzy và học trò đã làm cho sân khấu rap Việt thực sự bùng cháy, đặt dấu chấm hoàn hảo cho vòng đối đầu rap Việt mùa 2. Tiết mục mở đầu đến từ cặp đấu Obito và Bibo đã khiến người nghe đã tai đã mắt. Chất giọng chiêu chiêu của Obito kết hợp cùng nét uốn lượn trong flow của Bibo đã làm cho giám khảo và dàn huấn luyện viên vô cùng thích thú. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Binzy vẫn phải đưa ra quyết định khó khăn, bước tiếp cùng Obito nói lời tạm biệt với rapper miệt vườn Bibo. Ngay lúc này, vô quy của Binzy khi tung nón vàng cho Bibo để bày tỏ sự trân trọng, Binzy đã tiến lên sân khấu cúi gạp người cảm ơn. Sự nhây của vô quy vẫn chưa dừng lại vì huấn luyện viên còn thách thức Primatic ném nón vàng. Trước hành động có phần bốc đồng của vô quy, Trấn Thành cảnh báo các có thể Bibo sẽ bị Primatic nặn mất. Ngay khi nhìn thấy Primatic lấy chiếc nón ra, vô quy ngoay ngoắt 180 độ, hai hước cúi đầu khoanh tay và nói: "Dạ em xin lỗi anh Primatic", khiến cả trường quay không thể nín cười. Rớt tài tì thì thốt lên: "Vào vòng này các huấn luyện viên cứ hèn đi." Chẳng chịu thua, Primatic đáp lại rằng hèn là một đức tính và chúng ta cần nó để sống sót. MC Trấn Thành cũng tỏ ra rất tâm đắc với triết lý này. Chung cuộc, live team của huấn luyện viên Huawei tiến vào vòng trong với Soul 7, Kelly, Obito, Milo, Impossible và Sunhao. Bibo tiếp tục hành trình của mình cùng Huawei, còn Ratisis sẽ đồng hành với Primatic.